上黑给来上落流啦，工工上把头工流上啊，工整了上平光工光，上把头来去上嘞，你别加，就整了上嘞，把头啊面干啊这家嘞，工啊摘啦，留啊留一家走啊，这都啦，把光面就啊生活，要把留一家嘛，那你不来。Chúng ta sẽ không có gì để làm được. Bà con bị bị quán, còn nó thẳng. Đó là bà con bị sức khỏe tốt. Đúng rồi. 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 Bóc cầm ai ai bóc cầm xem thử vậy kỳ la chấp nhau lễ hài la à lễ hài la hài la đúng rồi đúng đúng la còn đây là xây la rồi đúng 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 ai bóc nó đúng bóc bóc cầm ai bóc hai miếng nhé khi người ta lại là ngày nay thì người ta tổ chức một lần thôi, một lần là được thể hiện là bằng cái mâm cỗ đó là có thể là phản ánh đầy đủ, nhưng mà mục đích cuối cùng là họ để mà nhắc nhở con cháu không thể quên được những cái gì mà tốt đẹp của ông bà để lại. À, trong cái vấn đề ăn mừng lúa mới là họ còn chống cái vấn đề ví dụ như cháy rừng này, cháy lười lao động này, cái gì mà nó mang tới cái vấn đề cái hậu quả về vấn đề đói rách đấy. Ông bệnh thì người ta không nói, nhưng mà trong đó là có những cái chai đi ví dụ hai lượm quá mức này, khai thác quá mức này, làm những cái việc vô bổ mà không thoát ly với cái vấn đề lao động sản xuất duy trì trong máng về mặt nông nghiệp là ngày xưa người ta không có chấp nhận, cho nên đó là cái ý nghĩa mang ăn mừng lúa mới nó rất là lớn, là ăn mừng lúa mới là nó mang cái ý nghĩa tình đoàn kết rất là lớn, ví dụ như là các cộng đồng với nhau, mọi người với nhau, tinh thần giúp đỡ nhau, giúp đỡ bằng cái có thể là đi tuốt lúa giúp người ta, người ta phải trả bằng cái lương thực bởi vì nhà đó có sản xuất nhưng mà thiếu lương thực đó, thành thử cái ăn mừng lúa mới của người ta đây là mang ý nghĩa rất là lớn, mà ngày nay á là họ rất là biết ơn đảng nhà nước là được có quan tâm được hồi phục đó, là cái đó là cái đối với đồng bào là người ta rất là phù hợp đó, cái sự mong muốn của mình đấy, là muốn là làm như thế nào đó là mãi mãi được duy trì đường trùng cái chiêng vang lên trống dục trong rộn rã tiếng cười mừng mọi nhà hạnh phúc mừng cuộc sống nhà nhà ấm no sắp tới cái cây bé tổ bây giờ là bên gia có nhiều đồ hà lao là bên cho giai điệu dân ca Mai Diên với mang ý nghĩa tình cảm đôi nam nữ hai người gặp nhau yêu nhau thể sẽ yêu nhau mãi mãi là một là ở cả hình giờ sẽ là một chỉ tờ cả giờ Tôi ta đi giữ nước, đêm đêm chung đôi ngũ, ngàn soi hồng màu cờ. Theo đàn ta đi tới, dừng xe đời vui hơn. Theo đàn ta đi tới.